xem ra hai người rất vui vẻ, rất mãn nguyện phải không? Tiểu Uyên, cẩn thận lời nói và thái độ của em. Hai người phải giữ thể diện của mình thì đúng hơn. Nè, tôi có chuyện muốn nói với chị tôi. Có thể phiền anh đi chỗ khác được không? Hai chị em có chuyện cần bàn, anh ở lại không tiện. Vậy anh đi trước. Em thật quá đáng. Em không được xen vào chuyện của chị. Chị có quyền tổn thương người khác sao? Em là em gái của chị, đương nhiên là có quyền nhắc nhở chị. Chị đang làm một việc sai trái. Trong mắt em, còn có chị là chị nữa không? Trong mắt chị, còn có anh Triết Minh là chồng không? Chị có thể vì Lâm Đạt An mà bất chấp tất cả. Chị biết thân phận của chị bây giờ không? Chị giống không có tư cách nói chuyện tình yêu. Chị làm như vậy sẽ tổn thương tới người khác. Chị quan tâm tới bản thân thôi. Phải, chị rất ích kỷ. Nhưng có những chuyện nhất thời chị không nói rõ được. Chị có nói em cũng không hiểu được đâu. Chị không dám nói chứ gì. Chị không có gì mà không dám nói. Chị thừa nhận mình là người đàn bà phản bội, là người đàn bà vụng trộm. Chị đã yêu một người đàn ông lẽ ra chị không nên yêu. Vậy thì có anh rể. Anh rể yêu chị như vậy, tốt với chị như vậy. Em là em của chị. Chị mong em có thể hiểu được tâm trạng của chị. Lẽ nào chị không có chút tình yêu với anh rể sao? Chị có biết bây giờ anh rể sống như thế nào không? Tại sao chị không tự nhìn lại mình đi? Em chỉ hy vọng chị suy nghĩ cho anh rể mà thôi. Đã mấy ngày nay con không ăn gì rồi. Cứ như vậy làm sao được? Ít nhiều cũng phải ăn một chút. Con cứ như vậy, bà thấy đau lòng lắm con có biết không? Sức khỏe là quan trọng, ít nhiều cũng ăn một chút. Con ăn không vô. Đời người không phải là như vậy. Cô đã từng nói, có ai mà chưa từng thất bại trong tình trường đâu chứ. Càng có nhiều kinh nghiệm, người ta mới biết được bản thân mình cần cái gì. Con không thể bị đánh đổ như vậy được. Lỡ như lần này con xảy ra chuyện không may, con bảo ba phải làm sao? Lẽ nào con nhẫn tâm nhìn ba đau khổ vì con hay sao? Bản thân con có từng nghĩ là con tổn hại bản thân mình như vậy, con đáng hay không? Ba, con xin lỗi.
Con đừng nghe nữa. Ba không muốn con tiếp tục nghe. Con gái ngoan à. Ba biết từ nhỏ, con là một đứa vừa lương thiện vừa cố chấp. Nhưng mà đây chính là điều ba lo lắng nhất. Có lúc tình yêu, con không nên tỏ ra quá cố chấp. Nếu như vậy, chỉ làm hại chính con mà thôi. Bây giờ cớ sở như vậy, là con tự hủy hoại bản thân mình. Đối với ba mà nói, cũng là tự hủy hoại ba, con có biết không? Con cũng không biết phải làm sao nữa. Hãy nghĩ tới ảnh, trong lòng con không phải căm phẫn thì là hối hận không dứt. Con không thể không nghĩ tới anh ấy. Dường như không nghĩ tới anh thì anh sẽ biến mất khỏi phạm vi cuộc sống của con. Chỉ cần con giả vờ như tình yêu này tồn tại thì con thấy vui hơn một chút. Càng à, bây giờ bác mới muốn gặp con. Bác đã nghĩ rất lâu, có một số chuyện bác buộc phải nói với con. Bác trai, bác muốn nói gì xin cứ nói thẳng ra. Bà Lâm luôn đặt con vào vị trí quan trọng hơn cả bản thân của nó. Đương nhiên là vì có những đứa con gái coi chuyện tình cảm của mình là sinh mạng của chúng. Nhưng mà đa số con gái coi chuyện tình cảm chỉ một phần nhỏ của sinh mạng mà thôi. Thậm chí một số người còn cho rằng không quan trọng.
dù con có quan tâm Bạch Lâm hay không. Đương nhiên là cũng không ai có quyền ép buộc con quan tâm tới nó. Nhưng mà chỉ có Bạch Lâm là đứa con gái cưng duy nhất. Nó tốt hay không tốt còn quan trọng hơn sinh mạng của bác đứa con à. Bác trai, con rất hiểu tâm trạng người làm cha như bác. Bản thân con khó khăn lắm mới có được dũng khí làm được chuyện mình nghĩ, mà không cần thông qua kế hoạch cuộc đời do người khác vạch ra cho mình. Con hy vọng bác cũng hiểu được nỗi khó xử của con. Một người làm cha nhìn thấy con gái của mình sống như một người đàn ông không hề yêu nó, bác còn có thể nói gì? Bác chỉ có thể tới tìm con. Bác là bề trên đáng tôn kính, có rất nhiều chuyện từ con mà ra. Bác có thể chỉ trích hoặc mắng con, nhưng con vẫn không muốn miễn cưỡng bản thân mình. Lẽ nào con muốn bác cầu xin con? Con không biết mình có thể làm gì cho bác. Con biết không, ngày nào bác cũng sợ mở cửa phòng của Bành Lâm ra, bởi vì bác không biết cuối cùng nó sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì nữa. Con gái bác điên rồi. Nỗi sợ hãi và lo lắng của một người làm cha con có thể hiểu được hay không? Con người đều có tình cảm, cho dù là bạn bè cũng nên có chút tình cảm chứ. Đau khổ cho
Nè, không phải kêu chờ tôi sao? Sao một mình dễ sầu vậy? Một mình hả? Tôi quen từ lâu rồi. Cái này mà gọi là quen sao? Ông chủ, cho thêm cái bia nữa đi. Tôi nói cho anh nghe, uống rượu thì phải có bạn mới được. À, cảm ơn. Được. Hôm nay anh em chúng ta uống cho thật nhiều. Không sai không về. Đúng vậy, không sai không về. Sai là con quạ, con rùa. Đúng. Là quả là rùa. Bây giờ trước mặt anh là một thằng mang mặt nạ hình con quả con rùa đó. Triết Minh à, anh đang làm gì vậy? Phải ha. Thật ra tôi đang làm gì vậy? Khang à, tôi thất bại rồi phải không? Anh biết Tiểu Trân nói với tôi cái gì không? Nói gì? Cô nói trước giờ chưa từng yêu tôi. Trước giờ chưa từng. Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì muốn Tiểu Trân hạnh phúc mà thôi. Sao tôi lại thất bại như vậy? Ngay cả chuyện để cô ấy yêu tôi cũng không có được. Anh đừng trai rứt nữa. Đó là anh em. Tôi không muốn thấy anh như vậy đâu. Khang, có lẽ tôi nên nghe anh. Có lẽ tôi nên bỏ cuộc thật rồi. Chỉ có bỏ cuộc Tiểu Trân mới có được hạnh phúc đích thực. Em đừng khóc nữa. Hãy lau khô nước mắt đi. Anh mong em biết có rất nhiều người quan tâm đến em, ba của em, còn những người yêu nhạc của em. Em sẽ không cô đơn đâu. Đừng tự khép mình như vậy. Bác điên rồi. Nỗi sợ hãi và lo lắng của người làm cha như bác đây, cô có hiểu được hay không vậy? Chắc anh cũng cảm thấy em điên rồi đúng không? Thật ra anh nghĩ sao đối với em mà nói không còn quan trọng nữa rồi. Mấy hôm nay em suy nghĩ rất nhiều. Em biết tất cả những gì em làm cho anh không phải là tình yêu,
mà là áp lực. Có lẽ nó ép anh đến nghẹt thở. Nếu em là anh, em sẽ bỏ chạy. Không phải như vậy. Em đừng tự trách mình nữa. Lúc nãy trên đường tới đây, trong lòng anh nghĩ con đường này là tất cả em cho anh. Thật sự anh muốn nói với em một câu. Cảm ơn em. Còn nữa, xin lỗi. Trên đời này có lẽ không có thêm người nào không quá không hận anh giống như em. Tình cảm em dành cho anh sẽ ghi nhớ trong tim. Mọi người đều nói chuyện tình yêu không thể miễn cưỡng được. Em không thể nào miễn cưỡng anh yêu em, nhưng em cũng không thể nào miễn cưỡng bản thân không yêu anh. Hứa với anh, hãy sống thật tốt, cho anh nhìn thấy hạnh phúc đích thực của em, có được không? Trên con đường âm nhạc, em mãi mãi là bạn diễn hoàn mỹ nhất của anh. Xét về điểm này, không ai có thể sánh bằng. Hãy tin em, sẽ tốt thôi. Em nhất định sống tốt hơn bây giờ. Nói thật lòng, em vẫn còn đố kỵ với cô ấy. Không sao đâu, cho em thời gian, em sẽ tốt mà. Thật đó. Hãy buông tha em. Buông tha em cũng là buông tha anh. Tự dưng tình yêu của anh thật sự làm cho em đau khổ sao? Thank you.
thiệu với các bạn cô Bành Lâm. Sau đây là ý kiến của cô ấy. Xin hỏi cô, tin tức trên tuần sang hôm nay cô có ý kiến gì không? Tôi và Đặc An chỉ là bạn diễn. Tôi không có lý do gì chết vì anh ấy. Cho dù hôm nay ảnh đi cùng ai, cho dù thế nào, chỉ cần họ yêu nhau thật lòng, tôi cũng chúc phúc cho anh ấy. Dạ của anh tổng cộng 80 đồng. Dạ tôi lại cho anh 420. Dạ cảm ơn. Xấu xa. Tôi đã nói tôi không đánh trả. Trong lòng tôi luôn hy vọng có một cơ hội cạnh tranh công bằng với anh. Hôm nay chúng ta lấy tư cách đàn ông ra giải quyết. Tôi biết chuyện này làm anh rất khó chịu. Tao không quan tâm tao khó chịu ra sao. Tao quan tâm cảm giác của tiểu nhân. Tao có thể chịu được mày làm tổn thương tao, nhưng mà ta không cho phép mày làm tổn thương tiểu nhân. Mày có nghĩa cô phải đối diện với ánh mắt của người khác như thế nào? Mày có nghĩa cô vì mày mà không chịu bỏ cô không? Nếu anh bỏ cuộc thì mọi người sẽ không một ai bị tổn thương. Ta chấp nhận tiểu nhân. Ta sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Nếu như mày không thể cho cổ thì tao không bỏ cuộc. Tao sẽ không dương mắt cho mày hủy hoại cô ấy. Cho dù mọi thứ bị hủy diệt, tôi cũng không quan tâm. Hủy diệt là cách mày yêu cổ sao? Tôi chỉ muốn chung sống với tiểu dân là quá đủ. Đơn ly hôn này ta cũng đã ký xong hết rồi. Đây là cách tao yêu cổ. Tao vốn cảm thấy bản thân nên rời xa tiểu dân. Tao không muốn cô ấy vì chuyện này mà phải đau khổ. Nhưng bây giờ cô bị giết khó coi như vậy, tao không thể bỏ rơi cô ấy trong lúc này. Lúc người khác nhìn cô ấy bằng cặp mắt kỳ lạ, tao còn phải bảo vệ cổ. Nếu mày cũng muốn bảo vệ tiểu dân thì trong chuyện này mày không dửng dưng như vậy. Mày đừng xuất hiện trước mặt cổ nữa.
Về nhà đi. Về nhà với anh. Đừng ở đây một mình nữa. Ly hôn với em đi. Đừng nói tới chuyện này nữa. Em cần phải nghỉ ngơi. Về nhà với anh nghỉ ngơi cho khỏe. Em làm anh mất mặt như vậy. Anh hãy đồng ý ly hôn với em đi. Em thật sự không còn cách nào đối diện với anh nữa. Nếu em kiên quyết ly hôn với anh thì anh sẽ bỏ cuộc. Nhưng mà không phải bây giờ. Bây giờ chuyện anh phải làm là chúng ta cùng về nhà, để mọi người nhìn thấy mọi chuyện không giống như gì báo chí viết. Tại sao anh không mắng em? Tại sao anh không nổi giận? Tại sao còn bảo vệ cho em? Vì anh là người duy nhất có thể bảo vệ em. Là anh. Anh nói sẽ bảo vệ cho em suốt đời. Cho dù xảy ra chuyện gì, anh cũng không để bất cứ ai ăn hiếp em. Em nên nói với anh lời cảm ơn hay là lời xin lỗi? Em có lỗi với anh rất nhiều về mặt tình cảm. Thời gian gần đây em cảm thấy xấu hổ với anh. Em không thể đối diện với tình cảm anh dành cho em, tình yêu anh dành cho em. Em nhận thấy anh vì em phải chịu khổ quá nhiều.
công bằng với anh. Em đã yêu Đạt An. Cho dù tương lai như thế nào, em cũng cam lòng chấp nhận. Đây là điều em phải gánh vác, không phải anh. Trước giờ anh không hề quan tâm người khác nhìn anh như thế nào. Anh chỉ quan tâm em. Anh mong hạnh phúc. Anh mong em mãi mãi sống vui vẻ. Triết Minh, đơn ly hôn đã ký tên rồi. Em đã sớm giải thoát mọi đau khổ cho anh. Em xin lỗi anh. Sao người em ướt sũng vậy nè? Em cảm thấy rất mệt. Ôi trời, em nóng quá. Anh đưa em tới bệnh viện. Tôi muốn nhờ cô giúp một chuyện. Đây là chìa khóa trong nhà tôi. Nhờ cô chuyển giùm cho Tiểu Vân. Tôi nghĩ bây giờ mình không còn quyền bảo vệ cổ nữa rồi. Lúc đầu, cô đã vì tôi mà bán căn nhà đi. Tôi không thể để cổ không có nhà để về. Triết Minh, tôi biết bây giờ anh rất đau khổ. Tôi quen Tử Dân lâu như vậy, cô quyết định làm gì chắc cũng dằn vặt nhiều lắm. Tôi biết bây giờ hai người đều rất khó vượt qua. Tôi sẽ dọn ra ngoài. Tôi chỉ hy vọng cô có thể trở về căn nhà này. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là giữ lại căn nhà cho cô, để cho cô có được một nơi che mưa che nắng. Anh đúng là người đàn ông tốt. Từ lúc Tử Dân quen anh tới khi lấy anh, tôi đều cảm thấy an tâm cho cô. Nhưng bây giờ mọi chuyện trở nên như vậy, thật sự gây sốc cho cả hai. Trong tình yêu, không ai có thể đoán trước được. Nhưng mà hai người đã đi chung một đoạn đường, anh nghĩ thông thoáng một chút đi. Tôi biết bây giờ tâm trạng cô đang rối bời. Tôi biết là cô không muốn đối diện với tôi lúc này. Phiền cô giúp tôi nói với cô, tôi đã ký đơn ly hôn rồi. Thank you.
nói ra tôi cũng là bạn thân của Tử Dân. Hôm nay cho dù cô lựa chọn như thế nào, tôi cũng đứng về phía lập trường của cổ. Như tôi nhìn thấy hai người từ lúc bắt đầu kết hôn cho tới bây giờ, tôi cảm thấy số mệnh là do con người tạo ra. Có lẽ giống như lời cô nói, vận mệnh là do con người tạo ra. Nhưng dù tôi và Tiểu Vân cùng đi tới đâu chăng nữa, tôi cũng sẽ không hối hận. Anh đã muốn giữ căn nhà đó lại cho Tử Dân. Tôi cảm thấy anh nên tự tay giao cho cổ, để cổ biết là anh yêu cổ. Còn nữa, anh phải giữ gìn sức khỏe của mình đó. Sao Tự Dưng không bắt máy vậy? Alo, phải đặt ăn không? Xin chào, tôi là Tô Tô, bạn Tử Dân. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Hôm qua lúc đưa cổ vào bệnh viện thì sốt rất cao, nên vội đưa vào phòng cấp cứu. Không thể vào thăm cổ sao? Bị viêm phổi cấp, hình như phổi bị tích nước. Bác sĩ có nói phải làm sao không? Anh nói đi, bác sĩ có nói phải làm sao không? Phải gọi người nhà tới. Alo, chuyện của Tinh Hoa cậu giải quyết được rồi. A Cường à, chuyện của công ty anh không cần báo lại với tôi đâu. Tôi đã nói là Triết Minh, là tôi là Tô Tô đây. Anh ấy sẽ tới liền. Tôi nên tránh mà, được chứ? Hứa với tôi, gọi cho tôi bất cứ lúc nào để tôi biết tình trạng của Tử Dân. Tôi sẽ gọi cho anh. Làm gì cô? Lâm Đạt An. Ừ. Tôi biết đây không phải là lúc tốt nhất để hỏi anh, nhưng tôi không thể chịu được. Anh đối với Tử Dân là chân thành chứ? Tôi có thể vì cổ mà dứt bỏ mọi thứ. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Tử Dân vui vẻ. Có lẽ sau này hai người sẽ được bên nhau thực sự. Tôi hy vọng tới lúc đó thì thật là đáng quý. Cuối cùng phải hy sinh một người mới có được hạnh phúc. Tôi hiểu rồi. Nếu như chúng tôi có thể cùng nhau, tôi sẽ trân trọng nó. Vì đây là tình yêu tôi không dễ dàng có được. We'll be right back.
Anh đưa cô tới. Hai ngày nay hai người luôn ở bên nhau. Tuy nhiên hoàn toàn không như anh nghĩ đâu. Cô tạm thời đối mặt với cảm giác đau khổ. Tôi luôn không tin vào vận mệnh. Tôi cho rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ có được những thứ mình cần. Tình cảm của tôi và Tiểu Vân đã gắn kết được cho tới ngày hôm nay. Tôi không thể cúi đầu trước vận mệnh. Không một số việc chỉ cố gắng thôi thì vẫn chưa đủ. Nhưng trước mặt anh, tôi không biết phải nói sao mới phải. Bản thân tình yêu không đúng không sai, nhưng mà chuyện tình cảm này đã tổn thương rất nhiều người, nhất là anh. Tôi chỉ quan tâm Tiểu Vân. Mọi thứ đối với tôi đều không quan trọng. Vào thăm cổ đi. Tôi không cúi đầu trước vận mệnh. Tôi không cúi đầu trước mặt anh. Tôi sẽ làm như vậy vì tôi còn yêu Tiểu Vân sâu đậm. Tôi không muốn nhìn thấy cổ phải đau khổ vì chuyện tình cảm này. Tại sao em không biết tự chăm sóc cho mình chứ? Tại sao em lại buông xuôi mọi thứ như vậy? Em xin lỗi. Em đừng nói lời xin lỗi. Anh đâu có nói em sai đâu. Anh đã nói rồi, anh là đàn ông, ăn đâu ngủ đâu cũng được. Còn em thì khác mà. Em phải cần một nơi để có thể che mưa che nắng. Hứa với anh, em về nhà đi. Về nhà. Anh bảo đảm sau khi em về nhà sẽ không nhìn thấy bất cứ gì hay là bóng dáng của anh nữa. Em sẽ không nhìn thấy người làm trong lòng em cảm thấy xấu hổ khó chịu nữa. Em cần một cuộc sống mới. Anh đừng như vậy mà. Anh đừng làm vậy. Người đi chính là em. Em đừng lo cho anh. Em có nhớ lúc anh thảm nhất không? Bao nhiêu tiền của anh đều đền sạch, vẫn như vậy đứng lên nổi. Con người anh rất khó đánh đổ, đâu có gì mà không chịu được. Em biết tất cả những gì anh làm là vì muốn em tốt. Nhưng lúc đối diện với em, anh giả vờ như không có gì, em lại thấy càng khó chịu hơn. Em mang đau khổ đến cho anh đủ rồi. Em yên tâm tình dưỡng, sẽ mau chóng khỏi thôi. Bây giờ đừng suy nghĩ gì hết. Không có việc gì mà không thể giải quyết được. Đừng vì chuyện này mà cảm thấy khó chịu nữa.
anh đã ký tên rồi. Anh vừa thấy anh ta ở cửa. Anh biết bây giờ người bên cạnh em nên là anh ta. Lúc anh ký đơn ly hôn, anh biết anh đã không còn quyền gì để bảo vệ em nữa. Xin lỗi Triết Minh, bác sĩ càng ra ngoài làm thủ tục nhập viện. Anh mong là em sẽ hạnh phúc. Thủ tục làm xong rồi, anh vào đi. Tôi nghĩ ngay lúc này cô ấy rất muốn có anh ở bên cạnh. Bình thường ba ra nước ngoài công tác giống như ba ở nhà thường ngày, nhưng lần này cảm giác ra nước ngoài hoàn toàn không giống như mọi khi. Con biết là ba không yên tâm về con. Đúng vậy, chuyện tình cảm rồi sức khỏe của con thật sự làm cho ba rất là lo lắng. Ba, chẳng phải ba thường nói con người sẽ thay đổi sao? Ba đừng lo cho con. Con cũng không muốn làm cho ba lo nữa. Con muốn chứng minh con gái của ba không tệ như vậy đâu. Ba chỉ sợ con suy nghĩ không thông suốt, chỉ sợ đau khổ, giả dờ không có gì trước mặt ba. Nếu thật sự là như vậy, càng làm cho ba thêm lo lắng. Ba, từ nhỏ tới giờ ba luôn cảm thấy con là một đứa bé sợ bị bắt nạt đúng không? Chẳng lẽ không phải sao? Bởi vì từ nhỏ con rất háo thắng, nên rất sợ bị thua cuộc đó. Trước kia trong thế giới của con không cho phép xuất hiện hai chữ thất bại. Cho dù là học piano, văn hóa, thi cử, con đều muốn mình là xuất sắc nhất. Ngay cả chuyện tình cảm cũng phải như vậy. Ừ.
Trước kia con không cam lòng, con không chấp nhận thua người phụ nữ khác được. Nhưng sau đó con suy nghĩ lại, tình yêu thắng thua là không quan trọng. Con và Đạt An chỉ là không có duyên phận. Cho dù không có duyên phận, con cũng giống như Đạt An nói, con và anh ấy là đôi bạn diễn ăn ý, không ai thay thế được. Nếu con thật sự nghĩ như vậy thì ba rất yên tâm. Ba nói con nghe nè, hai đứa không thể sống cùng nhau là Đạt An không biết nhìn người. Dựa vào điểm nhỏ này, nó đã không hợp với cô gái cưng của ba rồi đó. Theo con thấy, trong đôi mắt của ba không có ai hợp với con gái cưng của ba hết đó. Ê, trên đời này đâu có phải chỉ có mình ba có cách nghĩ đó. Một người chỉ cần làm cha thì tâm trạng của họ đều như vậy thôi. Từ bỏ tình yêu trên tay quay lại với chính mình, trái lại sẽ khiến đối phương quay lại với mình cũng không chừng. Nè 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 nè, con gái cưng à, thật ra trong lòng con còn chưa muốn bỏ Đạt An hay sao? Còn muốn sống chung với nó hay sao? Trời ơi ba, ba đừng có nhạy cảm như vậy chứ. Ý con nói là con sẽ học được cách từ bỏ, thuận theo tự nhiên mà. Không thể yêu cũng không nên hận, nghĩ như vậy chẳng phải dễ chịu hơn sao? Tôi đã hứa với Tiểu Dân, tôi sẽ cho cô ấy hạnh phúc cả đời. Nếu nhanh không thể cho cổ thì tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi sẽ không dương mắt nhìn anh quỷ quại cô ấy. Tuy nhiên, em có thể nói cho anh biết, thật ra anh mang cho em hạnh phúc hay là quỷ quại hạnh phúc của em? Như vậy. Nhưng không phải vì chuyện của bản thân mà là chuyện của người khác. Tôi rất hy vọng mình có một tình yêu được mọi người chúc phúc. Nhưng dường như khó quá. Lẽ nào trên thế gian này muốn yêu ai đó phải nghĩ tới thân phận và lập trường sao? Cho tới bây giờ tôi mới lĩnh hội được, cho dù yêu ai hoặc được yêu, có khi sẽ tổn thương người đó. Tình yêu của anh thật ra đã phá hoại một cuộc hôn nhân. Tôi thấy tình cảm của Triết Minh chịu chịu đau khổ như vậy, tôi rất đau lòng. Tôi biết anh ta cũng rất yêu cô. Triết Minh yêu Tử Dần là một loại tình cảm ngốc nghếch. Anh ta không biết cách, cũng không biết lãng mạn. Thứ duy nhất anh ta biết chính là chờ đợi. Nhưng mà người khăng khăng muốn yêu người khác, không phải hoàn toàn được yêu thì tốt đâu. Có lúc người được yêu khiến cho người khác cảm thấy rất khó tiếp nhận. Người không có kinh nghiệm khó mà hiểu được. Lúc trước Thẩm Triết Minh có tới tìm tôi, tôi cảm nhận được anh ta không yêu cầu được báo đáp. Nói thẳng ra là khiến cho người khác phải cảm động. Tôi nói với anh nhiều như vậy, hy vọng anh có thể học được sự ngây ngô của Triết Minh. Nếu như
cho sau này có cơ hội sống cùng Tử Dân, anh sẽ biết trân trọng đó. Tôi Tô, có phải tôi ích kỷ tới mức tàn nhẫn không? Cũng là đàn ông, nếu như chuyện xảy ra với tôi sẽ làm thế nào? Tôi có thể làm giống anh ấy không? Tôi hy vọng anh có thể. Điền anh lần đầu rời xa em. Từ khi quen em tới giờ, cô lẽ đây là lần cuối cùng. Anh hy vọng sự ra đi của anh có thể mang tới cho em hạnh phúc thật sự. Em đừng có khóc nữa. Đâu phải em thất tình đâu, em có chịu làm gì. Anh hiểu cái gì chứ, chỉ là người chị duy nhất của em. Mọi chuyện đã xảy ra tới nước này rồi, trong lòng em có thể dễ chịu được thì sao? Anh không thể an ủi em một chút sao? Nè, gì nữa đây? Chị em nói lúc trước mỗi lần chị thấy khó chịu rơi nước mắt thì anh rể được ở bên cạnh lấy khăn ra lau nước mắt cho chị. Nhưng em không cần khăn của anh đâu, bởi vì em không muốn số phận của em cũng giống như chị em. Có những lúc em thật sự không biết chị làm như vậy là đáng hay không đáng nữa. Em đâu phải là người trong cuộc, làm không xong. Làm không xong thì thế nào chứ? Chỉ tại có lại đàn ông như các anh, chuyện gì cũng thuận theo tự nhiên. Không làm được thì sẽ như thế này, không làm được thì sẽ như thế kia. Các người đã biết làm không tốt thì tại sao các người không làm cho nó tốt hơn? Em nói chuyện giống như đang trả bài vậy, nghe một hồi thấy hết sức hồ đồ. Sau này em nhất định không kết hôn đâu. Đừng vội vã đưa ra quyết định như vậy. Là thật đó, bởi vì em thấy hôn nhân hoàn toàn không dễ dàng như người ta nghĩ. Anh biết chuyện tình yêu mà, không hợp thì chia tay. Nhưng nếu kết hôn rồi thì có bao nhiêu trách nhiệm và đạo đức.
Huống hồ sao anh biết được anh kết hôn với người mình yêu nhất chứ? Nếu thật sự kết hôn rồi mới phát hiện mình không yêu đối phương, như vậy phải làm sao? Em lo chi mà sớm vậy? Vài năm nữa thôi, tới lúc đó có thể anh sẽ mở một tiệm chuyên bán CD lớn nhất nước mình. Anh khỏi ngồi chờ trong tiệm mỗi ngày, anh có thể dắt em đi du lịch khắp nơi. Em làm gì nhìn anh dữ vậy? Là anh vừa nói. Nói lại lần nữa đi. Chẳng phải vừa rồi em nghe hết rồi sao? Em muốn nghe nói lại lần nữa mà anh không dám nói đúng không? Bởi vì anh chỉ tiện miệng nói với em thôi, đúng vậy không? Dám chứ, đương nhiên là dám rồi. Chỉ sợ em cự tuyệt anh thôi. Anh thật sự muốn đưa em đi rất nhiều nơi. Vậy cũng phải chờ anh mở được tiệm CD lớn nhất, kiếm thật nhiều tiền đã. Không thành vấn đề. Công ty chỉ làm 4 phần. Một phần cho anh, 2 phần còn lại giao cho anh em tự giải quyết. Lão đại, thằng Đan đang nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lại chia cổ phần công ty ra làm chi? Bộ ý của anh hả? Cường à, bắt đầu từ hôm nay tôi giao toàn quyền phụ trách công ty cho anh. Phần còn lại của tôi phiền anh thế chấp ngân hàng định kỳ giùm tôi. Thế chấp? Ngay cả nhà anh cũng không giữ lại, vậy anh muốn đi đâu đây? Nếu là anh em, làm theo ý của tôi đi. Lão đại, anh làm gì vậy? Anh không thể đi như vậy được. Công ty này không thể không có anh. Không có tôi, công ty vẫn có thể xoay chuyển được. Không có tôi, sau này công ty vẫn cứ tiếp tục như vậy. Không có tôi thì có gì không được. Cường à, anh em với nhau đã lâu, tất cả đều do anh em phấn đấu cùng làm ra. Đây vốn là của mọi người. Đối với tôi mà nói, tình cảm chúng ta cùng nhau gây dựng mới là quan trọng nhất. Tôi sẽ ghi nhớ. Tôi giao lại cho anh. Chỉ cần bỏ tất cả mọi thứ sau lưng, không để vướng bận bất cứ hình dáng nào, mình mới sống tốt được. Sai, anh không muốn gọi em vậy. Em cần nghỉ ngơi cho thật khỏe. Sắc mặt em khá hơn rồi. Vất vả cho anh quá. Tại sao em ra ngoài dầm mưa, lại tránh một mình ở trong quán cà phê? Muốn uống nước không? Đây, nước nè. Được rồi. Anh biết không nên hỏi em lúc này, nhưng anh vẫn rất muốn biết tâm trạng của em bây giờ. Em không hối hận chứ? Hối hận cái gì? Hối hận vì quen anh, hay hối hận vì ly hôn? Anh không nên hỏi như vậy. Thôi, em đừng để ý nữa. Lúc em không có người giúp đỡ, Triết Minh thật sự giúp em rất nhiều. Lúc đó tình yêu rất mơ hồ,
Đối với em mà nói, anh ấy là bờ vai để em nương tựa. Em chỉ muốn tựa vào đó, tựa vào một nơi thật an toàn. Anh ấy tự nguyện làm chuyện khiến em rất hối hận, nhưng đâu ai có thể tránh được sự sắp bày của vận mệnh. Chờ em khỏi bệnh đi, anh sẽ đưa em đi thật nhiều nơi. Chúng ta nên đi du lịch. Du lịch? Chúng ta nên đi du lịch. Chúng ta rời khỏi nơi này, đến một nơi nào đó. Chúng ta có thể ra nước ngoài. Em không muốn à? Dường như anh thấy em không được vui. Không phải là em không muốn, em chỉ lo sợ. Em sợ cái gì? Em nói rồi, em cảm thấy vận mệnh là do con người tự tạo ra. Anh biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào không? Em không biết giữa chúng ta khi nào sẽ kết thúc nữa. Tại sao lại kết thúc? Em không có lòng tin với tình yêu của chúng ta. Em không biết. Em không biết bây giờ phải làm gì mới đúng, làm gì là sai. Em không biết phải nghĩ thế nào nữa. Anh hiểu tâm trạng của em. Anh cũng có thời gian bị khủng hoảng như vậy, nhưng chưa nghĩ tới tương lai của chúng ta. Anh muốn chứng minh anh thật sự có thể cho em hạnh phúc. Anh muốn bù đắp những gì em đã mất.
Thật Triết Minh, bây giờ mày thật sự không còn gì nữa rồi.